Em cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng hơi cứng đầu. Em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm. Dạ, thật xấu của em thấy em ham ăn. Dạ, cái gì cũng ăn và ăn cái nhiều. Ăn nhiều luôn. Mời bạn nam. Đây, là anh trai. Ngồi đi em. Dạ. Và xin mời bạn nữ. Dạ, em xin chào ông Quyền Linh. Chào chị em. Nam Thư, bạn nữ kế bên và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Lê Hoài Thoại. Em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ, quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi, sửa điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mời bạn nữ. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia. Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi, đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. Em đang là dược sĩ. Em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ. Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại. Em rất là chú tâm cho công việc. Rồi khuyết điểm là gì? Ít nói, với lại em không có giỏi giao tiếp lắm. À, nhút nhát đúng không? Rồi sửa điện thoại, người ta vô ta sửa, không có nói cái lo sửa điện thoại không hả? Dạ, em chỉ nhận rồi em sửa thôi. Em sửa giùm anh cái điện thoại coi. Thoại này giờ gọi không được, mất màn hình rồi luôn, vô internet không được luôn. Trời ơi, dạ. Nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh Linh? Tịnh cài internet vô. Cài internet vô, anh niềm tin dữ quá. Thì còn Hương, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng hơi cứng đầu. Em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm xíu. Em rất thích đi hát và giao lưu với mọi người. Hát giao lưu liền em. Anh đã đi hơn 1/3 quãng đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân buông lơi nghỉ ngơi. Do em khó hay là đời khó em ơi? Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi. Hay quá. Bài này một bài hit của anh Trịnh Thăng Bình đúng không? Trời dạ, ơi. Đúng rồi. Hay quá, không phá hit của anh Bình, hát hay quá. Dược sĩ mà hát hay nữa về chết rồi người em, luôn á. Bên đàn gái ta hát vậy, bên hát, đàn trai. Hát em. Hát đáp giao lưu liền. Nào. Từng hạt mưa lung linh xôn xao, để mong mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình mình dạt dào. Phố xa thêm tan gián này về, mơ lúc phải kể. Vẫn thấy đôi mắt tình yêu vẫn đam mê. Nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu, lung linh cơn mưa hâu. Mưa reo mãi làm gì do sầu. Hỡi trái tim cô đơn lạc lối, hãy ngước mặt cười. Để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời. Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu hỡi em biết không, vẫn say đắm trong lòng. Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ anh. Đúng rồi. Anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Hay. Chà. Mạnh mẽ lên em ha. Dạ. Mình nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa. Được không? Sáng dạ, sủa. Chị Năm ơi. Đẹp trai. Chào em. Hơi dạ. Nhút nhát. Nhìn mặt là thấy vui rồi đó. Dạ. Em có đang giận ai không? À, tại vì em hơi hợp quá. Hồi hợp hả? Dạ. Thoải mái lên, có anh bên cạnh nè, thoải mái lên. Mặt thấy cưng dễ sợ. Nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không? Ừ, dạ có. Có hả? Mà dạ. Tức là bây giờ đang vui, đang buồn hay đang bình thường? Dạ tại vì mặt em nó vậy. Lúc đấy. Nào nó cũng vậy. Mấy người này là không có đi khai trương được. Thấy không? Đúng dạ. Gương mặt khó đi khai trương lắm, ta thì tới sau thôi. Đúng rồi, nhưng mà Tết đó rồi vậy đó. Bây giờ em mới về nhà anh chỉ em nè. Em về nhà em để
cái gương trước mặt á, em nhìn vô cái gương nè, không có ai em đóng cửa hết trơn, nếu em nhát đóng cửa hết. Em làm như thế hoài á, cái cơ mặt á nó sẽ vận động, nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt. Hay em trai nghe lời anh đi. Dạ. Hồi đó cái mặt anh thấy gớm luôn, cái mặt anh. Sau đó anh soi gương, hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm, sau đó lên mà soi gương mình làm vậy hoài đó, làm hoài cái mặt mình nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền. Chứ đẹp trai lắm chứ bộ nè. Dạ. Trời ơi sáng trưng, trời cũng hot boy lắm, đừng có giỡn. Cái này tôi tút lại nửa tiếng hồi tôi bảo đảm ấy, nhìn không thua gì Sơn Tùng MTV. Trời ơi. Mặt Hàn Quốc ha, mắt một mí. Thoại. Giờ mình đối thoại với chị nè Thoại. Có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình nào hết. Em cũng có đơn phương một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra. Trời ơi, bây giờ là dạy như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai, người ta sẽ gọi là từng từ crush á. Mình crush dạ. Người đó, đúng không? Dạ. Chưa trải qua mối tình nào luôn, chưa yêu ai đúng luôn rồi. Hả? Dạ chưa. Tội nghiệp nhỏ không? Trời ơi, Hương, vậy còn Hương, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có. Hiện tại em có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thì sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa. Có nắm tay chưa? Dạ có. Có hôn chưa? Vậy chưa? Chưa. Chưa, thấy chưa, vậy chưa phải là tình yêu. Nắm tay ai chưa? Thời đi học em cũng có nắm tay với bạn nữ. Nắm tay bạn nữ chơi kéo co rồi vậy hả? Dạ. Nắm tay bạn nữ thấy cảm giác sao? Dạ đó là chỉ là bạn thôi. Cái đó mình không tính nha. Dạ. Ê chà, tình trường là chưa có gì như trang. Những người còn sót lại Sài Gòn chưa yêu. Được. Dễ thương, trong trắng, ngây thơ. Thời đến qua anh coi đàn gái sao mà. Dạ. Đàn trai hiền khô. Ô chào em gái. Dạ em chào anh. Mở kiến ra thử xem nào. Trời ơi chớp mắt. Tao nói chớp một cái, tao nói nó tắt đèn luôn ơi. Mắt rất là xinh nha. Hồi dạ, ôi, con mắt xinh dữ vậy. Anh. Mắt sáng lắm luôn á. Dạ. Em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính. Mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nữa, còn xinh hơn nữa. Dạ. Trời đàn trai thấy là chịu rồi đó. Dạ. Nhưng mà bên đây hiền quá à. Hai đứa hiền nữa, nhút nhát nữa rồi. Giờ ai nói chuyện với ai rồi? Một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy như sao? Đôi lúc cũng phải mạnh mẽ hơn đó. Đúng rồi. Phải mạnh mẽ lên nha. Đừng có hiền quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? Không có được gia trưởng. À. Này mà gia trưởng cái gì? Này chỉ có sợ vợ thôi. Nó hiền quá. Chắc chắn hiền hơn bên đàn gái. Dạ. Nhát hơn đàn gái. Nhưng mà cặp này em thấy được cái nha, hợp rất hợp lý luôn. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Được đó. Dạ. Vậy còn bên Thoại, em thích một mẫu người con gái như thế nào? Không cần cao lắm đâu. Nhỏ nhắn, dễ thương được là chị. Được. Cái này em dư đáp ứng được luôn. Đàn gái dư xăng, dư sức. Da trắng, da đen gì có không? Tiêu chuẩn gì không? Dạ không, em chỉ cần lịch sự, lễ phép với lại người lớn là được rồi. Trời ơi, con gái thì ai cũng lễ phép, quan trọng là mình như thế nào thôi. Thoại, có tật xấu gì không? Khai thiệt. Em ngủ cũng nhiều lắm. Mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn. Thích ngủ đúng không? Dạ. Ngủ rồi có ngáy không? Dạ không. Ngủ rồi có đạp không? Dạ không. Ngủ rồi có lăn không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Ngủ im, nằm im cục vậy hả? Dạ. Còn gì nữa không? Khai thiệt nha, khai thiệt nha. Dạ không, em không có cà phê hay là ăn nhậu gì hết. Giỏi. Rồi em có tật xấu gì không? Kể chị nghe luôn. Dạ, tật xấu của em thấy em ham ăn. Ham ăn nó khác thích ăn. Ham ăn gọi là ham ăn là dành nhiều của người khác ăn. Còn thích ăn là mình mua càng nhiều đồ ăn càng tốt. Thích ăn là rất là mình thích rất nhiều đồ ăn. Còn ham ăn là cái gì cũng ăn. Dạ cái gì cũng ăn và ăn cái gì. Ăn nhiều luôn. Dạ thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thật là em là đưa ăn sau cùng. À đôi đũa vàng là em á đúng không? Dạ. Cái đó là thích ăn thôi. Em dạ. Thích ăn không? Dạ cũng thích chị. Em cũng có biết nấu ăn nữa. Rồi biết nấu ăn luôn giỏi nhở. Dạ. Nấu món gì? Dạ canh rồi xào rồi nấu gì em cũng làm được hết. Ừ. Rồi bây giờ em là đang sống ở Củ Chi. Dạ, là em sống với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 70 mấy tuổi rồi. À rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em đã mất từ sớm.
Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ. Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? À, dạ em cũng có một người em, nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất cách đây 3-4 năm rồi. Chị buồn với em điều đó ha? À, dạ không sao. Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với lại cô dì ở bên Bình Dương. Dạ. Là nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn. Em ở với ông bà ngoại. Dạ em ở với bà ngoại từ nhỏ. Tội nghiệp ông bà quá nha. Thương quá. À, thương quá. Tức là một mình tự lập rất sớm. Vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không? Dạ. Ừ, chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em. Rồi, bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem ý kiến như thế nào nha. Thoại đi với ai Thoại? Dạ, bữa nay em đi với là hai dì của em. Dạ, có dì Út và dì Năm. Rồi, xin chào bên đàn trai. Dạ. Em là dì Út của cháu Hoài Thoại. Thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương. Cháu rất là siêng năng. Cô gái bên đây thì Út thấy rất là dễ thương, hiền và xinh xắn. À, nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa. Dạ. Xin cảm ơn chương trình. Trời, còn dạ. Chị kế bên là dì luôn hả? Dì Năm nói vài câu đi dì Năm. Nãy sao dì Năm khóc vậy? Thấy Thoại đi không có mẹ thương. Có gì hay gì không mà thấy tội nghiệp. Dì có mong muốn điều gì cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó gặp bạn gái cho nó kết hôn để nó có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không dì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. À, mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động, sáng tạo nữa. Rồi thấy nãy dì ngồi dì cứ quệt nước mắt hoài à. Dì là thương Thoại dữ lắm luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn hai dì nha. À, em gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến chương trình cùng với bác gái, chị gái và các bạn của em. Dạ, em xin chào gia đình của Hương. Rồi. Chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Hai dạ. MC vui tính, dạ. Dễ thương. Vâng, thì trước hết thì cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột, trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên. Dạ. Nên là cháu cũng được dạy dỗ ngoan hiền lễ phép. Dạ. Chứ khi nãy nói cái gì vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy. Chứ còn thực ra cháu rất ngoan lễ phép. Tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép, kính trên nhường dưới. Đấy là đối với cháu Hương. Còn cháu Thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền, dễ thương, chân thành. Cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau, mình gặp nhau, mình tìm hiểu thêm, có cái tình cảm yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn nàng gái nhiều. Dạ. Chắc là bé nói chuyện mình vô tư nhưng nói nhầm vô tâm. Nãy Quỳnh Linh nhìn mặt thì rất là phúc hậu luôn, dễ thương. Rồi bây giờ là chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Cố lên nha Thoại, cố lên. Dạ. Bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha. Có anh Quỳnh Linh ủng hộ đây, đừng có lo gì hết. Kéo rào. Rồi, không gian này là của các bạn. Em lớn lên nha Thoại. Dạ em cảm ơn anh. Anh hy vọng là sẽ được hát cho em nghe hàng đêm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà gửi cho anh. Dạ chỗ xương rồng. Nếu mà hai mình đi đến thành đôi á thì cái cây xương rồng này tượng trưng cho là anh sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không? Thì nó giống như em sẽ luôn ở bên anh, giúp đỡ anh. Anh cảm ơn em. Đây đây, món quà này là tai nghe đúng không? Dạ. Ủa cái này xài làm sao Thoại? Dạ để em đeo cho bạn nữ. Đeo cho bạn nữ đi đó. Cái... Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tai hả anh? À dạ, cái này thì mình để mình nghe nhạc sao á. Ta hỏi nó hồ dạ không?
Dễ thương đeo quá là à. Đeo lên đây đúng không? Còn dạ. Hơn là bây giờ đeo này là để mấy mốt nghe nhạc sau hả? Dạ. Rồi. À. Sao rung dữ vậy? Rung không? Dạ, rung không? Rung. Rung phải không? Dạ. Nắm tay thử bạn. Nắm tay một cái hết rung. Nắm đi, nắm thử coi, hai đứa nắm thử coi. Hai đứa nắm tay chứ bắt tay gì? Nắm tay chứ phải bắt tay gì? Ừ, đó. Đây, 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 đây. Okay. Họ hỏi bạn gái có sửa điện thoại không? Điện thoại có hư gì không? Có hư gì là anh sửa cho em. Dạ. Rồi, về chỗ, dễ thương quá. Ngồi đi điện thoại. Thấy chưa, hiền không? Dạ hiền. Đàn trai hiền lắm luôn á. Rồi bây giờ nè, hai đứa đó trò chuyện với nhau đi. Mình cảm giác coi, lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau, gặp nhau, nói chuyện tình yêu với nhau thế nào. Rồi, bắt đầu. Anh cảm thấy em giống như những gì anh tưởng tượng. Lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế nào? Anh tưởng tượng em là một người nhỏ nhỏ, dễ thương. Kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ. Anh không ngờ là giống như vậy. Giống với cái dạ. sự tưởng tượng của anh như thế này. Dạ. Thành em thì... Em xin lỗi như vậy, em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy. Nhưng mà không sao, em cũng rất là yêu thích cái làn da ngâm của anh. Anh muốn hỏi là một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần? Hỏi một tuần chứ tại sao hỏi một tháng? Thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần, ngày thứ bảy với chủ nhật. Nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh với chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em. Anh có ngại đừng quả đường xa từ Củ Chi xuống bên quận 4 không anh? Không, anh không có ngại. Dạ, vậy. Quan điểm tình yêu hôn nhân của hai đứa là gì? Nếu mà đã kết hôn thì sao? Kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào? Thoại có quỷ dạ. đen không? Đồ. Dạ, tất nhiên là không rồi. Kết hôn rồi thì kinh tế sẽ do dễ giữ. Em chỉ ở đạo suốt đời thôi. Thương quá à. Dễ thương quá à. Một chàng trai hết sức là tình cảm. Chị nhìn em, chị rất là xúc động luôn á. Bởi vì chị biết em rất là thiếu thốn tình cảm. Và chị thấy Hương, cảm giác dạ. chị ngồi kế bên Hương, chị cảm thấy Hương rất là ấm áp. Hy vọng là hai đứa sẽ bấm dạ. nút cho nhau cơ hội dạ, nha. Thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái. Đúng rồi. Em thích sinh con trai hay con gái. Anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu. Anh nghĩ con nào là cũng mình cũng thương hết. Dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông là theo dạ. cái em đi học như vậy. Nhưng mà muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai, có một đứa con gái. Nếu mà có gái không thì chuyện đó cũng không quan trọng, đó là con đều là con của mình. Anh hy vọng là anh có thể dùng cái khoảng thời gian của sau này để chăm sóc được cho em. Nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó. Bây giờ nè, Thoại thấy tim mình có khác thường chưa? Dạ, em rất rung. Rất rung đúng dạ. không? Tim có cảm thấy rung rinh trước bạn gái không? Dạ có. Có hả? Còn em thì sao hả Hương? Dạ em đang bị đốn tim bởi những câu nói của anh. Trời ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng Thoại. Chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng Thoại. Vui lên nè, vui lên, vui lên, vui lên. Cưng quá. Nắm tay bạn gái nắm đi. Nắm tay đi. Rồi, hai đứa quay ra đây. Bây giờ Thoại phải nói một điều gì đó với gia đình bên đàn gái, gia đình của Hương nha. Dạ con xin phép dì cho con có cơ hội để đến được với Hương. Con hứa dì là con sẽ chăm sóc cho Hương. Mốt nhớ gì nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm nha. Dì Năm khóc nữa kìa, thấy thương quá. Dì Năm khóc kìa, nói với dì gì đi. Dạ cảm ơn dì Năm với dì Út đã tiếp theo con tham gia chương trình hôm nay. Nè, Thoại với lại Hương, hai đứa dễ thương lắm luôn á. Dạ. Thật sự là
cái sự có mặt của hai đứa ở đây á, nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều. Hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần của chúng ta. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quỳnh Linh biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn, bởi vì hai trái tim này rất là dễ thương luôn. Một người là dược sĩ, một người sửa điện thoại, có mặt bằng nào đó, một bên sửa điện thoại, một bên là bán thuốc. Hợp lý quá trời. Rất hợp lý. Và tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi, cố gắng lên các bạn nha. Mong rằng một ngày nào đó sớm nhất, anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư sẽ nhận được tin vui của các bạn. Và anh Quỳnh Linh với chị Nam Thư hứa rằng nếu các bạn là đám cưới, chị đi đó nha. Chị đi đó. Anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư sẽ đi. Anh chị đi. Nào hứa với chúng tôi đi. Dạ. Hứa đi nào để chúng ta để tay vào. Nào. Cố gắng lên các bạn trẻ nha. Cố gắng chúng nha. Tôi tin vào điều đó, với ánh mắt các bạn tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật. Chúc mừng các bạn. Dạ anh. Chưa. Gì nữa? Chưa hôn. Đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên. Thoại chưa bao giờ hôn và Hương cũng chưa bao giờ. Nụ hôn đầu tiên, đầu đời, nụ hôn đáng nhớ, nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa. Hôn cho dì Năm, dì Sáu sướng cái coi. Dạ, con xin phép dì cho đó con, cho con hôn em Hương một cái. Ừ. Biết hôn không? Dạ. Biết không? Dạ, dạ biết. Biết hả? Hôn nhớ, nãy vô. Đó. Để nguyên, để nguyên chưa? Chưa. Chưa gì hết. Bên má bên kia. Để nguyên, để nguyên, để nguyên, để yên, để nguyên chưa? Y Nguyên chụp tấm hình lưu niệm, mở cái tay ra. Chụp tấm hình mạnh vô, phun hít vô, hít vô. Rồi, cảm ơn anh. Dễ thương quá à. Thấy sao? Dạ, thơm anh. Thơm không? Dễ thương lắm luôn á, thật sự luôn á. Anh thích nói chuyện với hai đứa lắm. Cố gắng chăm sóc Hương nha Thoại. Dạ. Về cho gửi lời thăm ông ngoại. Thoại bán điện thoại, ở với ông bà ngoại. Dạ. Những chiếc vé xem phim gửi tặng cho hai bạn trẻ. Hai bạn đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng có rất nhiều phim hay để hiểu nhau, trò chuyện với nhau và yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Hạnh phúc nha. Trời, Hương đi trước. Đi theo sau bảo vệ nha. Dạ. Nhớ bảo vệ Hương nha.